Kính thưa quý vị và các bạn, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Tấn Phát ấp ủ hoài bão và khát vọng đem tài năng và trí tuệ cống hiến cho đất nước, nhân dân. Năm 1933, sau khi tốt nghiệp bậc trung học trường Petruski, Huỳnh Tấn Phát theo học khoa kiến trúc tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tháng 9 năm 1938, Huỳnh Tấn Phát tốt nghiệp thủ khoa ngành kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông hành nghề kiến trúc sư và sớm được giới kiến trúc sư đánh giá cao về năng lực sáng tạo. Có văn phòng kiến trúc sư riêng, nhưng ông không quan tâm đến việc làm giàu mà tự nguyện gắn cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ông tích cực tham gia và là một trong những người tổ chức, cổ vũ, lãnh đạo phong trào, xếp bút nghiên lên đường tranh đấu của thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam, phong trào truyền bá quốc ngữ, phong trào thanh niên tiền phong, phong trào cứu đói Bắc Kỳ ở Nam Kỳ. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tập hợp lực lượng, tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho lực lượng cốt cán tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Năm 1943 đến năm 1945, ông là chủ nhiệm tờ báo Thanh Niên. Năm 1946, ông bị địch bắt, giam ở Khám Lớn Sài Gòn 2 năm. Sau khi được ra tù, ông được phân công công tác trí vận và báo chí của thành phố, bí thư Đảng đoàn Đảng Dân Chủ Việt Nam. Năm 1949 đến năm 1954, ông ra khu giải phóng, được cử làm Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, kiêm Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ. Năm 1954-1959, ông được phân công trở về Sài Gòn và bổ sung vào Thành ủy. Cuộc đời kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, về ý chí và tinh thần cách mạng của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, một nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị, khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào. Nhằm tái dựng cuộc đời và sự nghiệp vì nước, vì dân của ông Huỳnh Tấn Phát, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách Huỳnh Tấn Phát, Tiểu sử. Với 288 trang, cuốn sách đã phác họa chân thực, chân dung Huỳnh Tấn Phát trong các giai đoạn của cuộc đời ông. Cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1. Quê hương, gia đình và thời niên thiếu. Chương 2. Giác ngộ cách mạng và tích cực tham gia cách mạng tháng 8 1931-1945. Chương 3. Tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ 1945-1954. Chương 4. Tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam 1954-1975. Chương 5. Những hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 1975-1989. Chương 6. Nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Huỳnh Tấn Phát đã có nhiều đóng góp trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, góp phần đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Là một trí thức lớn, một cán bộ cấp cao, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, ông Huỳnh Tấn Phát luôn thể hiện phong cách bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với mọi người. Ông được đồng chí và nhân dân tin yêu, quý trọng. Gia đình, vợ con ông luôn kề vai sát cánh trên con đường ông đã chọn. Con gái ông đã anh dũng hy sinh. Nhiều khi ông đã phải nén nỗi đau để thực hiện các trọng trách của mình. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhận xét: anh Phát tính tình điềm đạm, cởi mở, dễ mến. Gặp anh, ngồi nói chuyện với anh, luôn luôn trên môi anh, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tỉnh, đôn hậu. Là một trí thức có tài, nhưng anh rất khiêm tốn.
là một người đồng chí, nhà văn thép mới đã chia sẻ cảm nhận về ông Huỳnh Tấn Phát. Anh không hùng biện, không sát cạnh, không bắt ai phục mình. Ánh sáng là ánh sáng chung của cuộc đời. Tự anh không phát sáng, nhưng anh biết làm cho than hồng nhen thành lửa ngọn. Anh thuyết phục bằng chính con người anh, một người Sài Gòn lẽ ra có thể sống ít nhiều vương giả lắm chứ, nếu muốn. Vậy mà dấn thân trường kỳ, dấn thân đến cùng, sống cách mạng một cách chân thật, tự nhiên, trong trẻo. Với thái độ chân thành, nên ông Huỳnh Tấn Phát đã cảm hóa được nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, ủng hộ cách mạng đến cùng. Suốt đời phấn đấu vì nước, vì dân, ông Huỳnh Tấn Phát là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực, là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, noi theo. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát, 15 tháng 2 năm 1913, 15 tháng 2 năm 2023, cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu cuốn sách Huỳnh Tấn Phát, Tiểu sử. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc bản in và đọc trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại!